Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Movie Geek, ngôi nhà dành cho các mọt phim. Với tình hình dịch đang diễn ra phức tạp như hiện nay, việc tạm dừng các hoạt động giải trí để phòng chống dịch là hướng đi đúng đắn. Rạp phim đóng cửa dẫn đến việc xem phim tại rạp, đặc biệt là phim trên Netflix trở thành lựa chọn hàng đầu. Và trong tháng 5 này, hãy cùng Movie Geek tìm hiểu xem những tựa phim nào sẽ có mặt trên Netflix. Trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên ấn like cũng như subscribe cho kênh của Movie Geek để được gợi ý nhiều video thú vị hơn nhé. Trong tháng 4 vừa qua, mặc dù phim ra mắt khá nhiều, nhưng những series nổi bật thì lại không nhiều lắm. Tuy vậy, khán giả vẫn có những lựa chọn khá hấp dẫn như anime The Way of the House Husband, phim tội phạm hành động Hàn Quốc Night in Paradise, hoạt hình kỹ xảo của Trung Quốc Tân Phong Thần, Na Cha Trùng Sinh và phim Đài Loan The Soul, phim kỳ ảo Âu Mỹ chuyển thể từ tiểu thuyết Bóng Tối và Xương Trắng Shadow and Bone, Headspace Guide to Sleep dành cho cơ cú đêm thời hiện đại. Trong tháng 5, khán giả sẽ được chứng kiến sự trở lại của loạt phim siêu hot trên Netflix như Love, Dead and Robots hay Girl from Nowhere. Đồng thời, những phim mới như Jupiter's Legacy hay Army of Dead cũng khiến nhiều người hào hứng không kém. Tựa phim đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu là Jupiter's Legacy. Dựa trên bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Mark Miller và Frank Quitely, Jupiter's Legacy xoay quanh một nhóm siêu anh hùng đã dành cả cuộc đời để bảo vệ thế giới. Giờ đây, họ phải truyền cảm ứng cho thế hệ con cháu để chúng tiếp tục di sản vĩ đại. Tuy nhiên, thế hệ con cháu lại không hề thấy hứng thú với việc trở thành biểu tượng huyền thoại như cha mẹ họ. Không chỉ cảm nhận được áp lực kinh hoàng đè nặng lên vai, những đứa con này còn cho thấy chán ghét nghĩa vụ anh hùng mà thế hệ trước truyền lại. Bộ phim siêu anh hùng này lên sóng vào ngày 7 tháng 5. Don't you remember the island? And what we had to do? Series thứ 2, Girl from Nowhere mùa 2. Cùng ngày với Jupiter's Legacy là hot hit kinh dị học đường Thái Lan của Netflix, Girl from Nowhere. Nhân vật chính của phim là Nano, cô gái có quá khứ và xuất thân bí ẩn. Điều kỳ lạ là bất cứ ai tiếp xúc với Nano đều gặp phải bi kịch thảm khốc. Tiếp nối thành công của mùa 1, thì Girl from Nowhere trở lại Netflix với mùa 2 được dự đoán là bạo lực và đẫm máu hơn. Trong phần này, Nano đã chuyển đến một ngôi trường mới, có bạn mới, thầy cô mới. Liệu cô sẽ yên phận là một nữ sinh bình thường hay tiếp tục lại gieo rắc bi kịch cho những người nơi đây? Series thứ 3, Money Explained. Sau loạt phim tài liệu giải thích về khủng hoảng nước, âm nhạc, tình dục và nhiều series thú vị khác, Vox tiếp tục hợp tác với Netflix trong một series giải thích mới xoay quanh tiền tệ. Người xem sẽ được series giải thích về thế giới tài chính và cái rốn của thế giới ấy là đồng tiền. Bạn nghĩ rằng mình thực sự hiểu về đồng tiền mình đang tiêu xài? Money Explained sẽ thay đổi nhận định đó ngay lập tức. Phim ra mắt vào ngày 11 tháng 5. Series thứ 4, Castlevania mùa 4. Castlevania là series anime xoay quanh cuộc chiến giữa ma cà rồng và người, đậm chất kỳ ảo, kinh dị và đặc biệt là dành cho người lớn. Đến nay đã đi hết 3 mùa, Castlevania sẽ trở lại mùa 4 trong tháng 5 này. Sau cái kết gây sốc của mùa 3, mùa 4 của Castlevania sẽ tiếp tục xoáy vào những tuyến truyện đang dở dang ở mùa trước. Hội đồng chị em ma cà rồng rốt cuộc cũng sẽ khiến được Hector và âm mưu mở mang bờ cõi lãnh địa của họ. Trong khi đó, đội quân của Isaac cũng bắt đầu rục dịch. Nguy cơ chạm trán giữa hai thế lực này đang ngày càng tăng lên. Nhưng câu hỏi ai cũng mong chờ câu trả lời là tình bạn giữa bộ ba Alucard, Trevor và Cypher còn tồn tại khi cả hai biết rằng Alucard ngày càng trở nên giống với người cha Dracula tàn bạo và hận thù con người của anh. Khán giả sẽ được biết câu trả lời vào ngày 13 tháng 5. Ready? Hell no. But when's that ever stopped us? Series thứ 5, Love, Death and Robots, mùa 2. Mùa 1 của Love, Death and Robots mang đến hương vị mới lạ cho người xem với những câu chuyện đủ màu sắc, đủ thể loại nhưng không kém phần ý nghĩa. Đây là một trong những series hot sẽ trở lại vào tháng 5 này. Mùa 2 của series hoạt hình cực hot này sẽ trở lại với Netflix với những tập phim ngắn đa dạng ý nghĩa và đồ họa vô cùng đẹp mắt. Ngoài ra, mùa thứ 3 cũng đã được ấn định vào ngày ra mắt năm 2022. Mùa 2 của Love, Death and Robots lên sóng vào ngày 14 tháng 5. Series thứ 6, I Am All Girls. Diễn ra trên mảnh đất khốc liệt của Nam Phi, một nữ thanh tra cảnh sát phải hợp sức với một tên sát nhân hàng loạt chuyên săn lùng những kẻ hiếp dâm trẻ em để triệt phá đế chế buôn bán trẻ em làm nô lệ tình dục ở đây. Từ đây, cô gái nhận ra ranh giới mong manh của công lý. Liệu lấy một tội ác khác để chống lại một tội ác khác có phải là điều đúng đắn hay không? Câu trả lời sẽ có trong I Am All Girls ra mắt vào ngày 14 tháng 5. Oh!
series thứ 7, The Woman in the Window. The Woman and the Window vốn dự định ra mắt tại rạp ở Việt Nam vào năm 2020, nhưng tình hình dịch bệnh phức tạp đã khiến cho rạp phim phải tạm dừng ra mắt khán giả. May mắn thay, khán giả đã có thể thưởng thức tác phẩm này trên Netflix. The Woman in the Window thuộc thể loại tâm lý, giật gân với nhiều bí ẩn. Nhân vật chính của phim là Anna Fox do Amy Adams thủ vai. Cô mắc chứng bệnh sợ khoảng trống. Anna cảm thấy an toàn nhất là khi ở trong một căn hộ của mình. Liên tục dùng thuốc để điều trị căn bệnh này, Anna càng ngày cảm thấy chán chường với cuộc sống. Một ngày nọ, cô làm bạn với một hàng xóm ngay cạnh nhà, và khi bà ấy biến mất, Anna nghĩ đã nhìn thấy một vụ án mạng. Nghi ngờ vụ mất tích này không bình thường, Anna bắt đầu điều tra, nhưng càng đi sâu, cô lại nhận ra tâm lý của bản thân lại ngày càng điên loạn. Don't go looking into other people's houses. You won't like what you see. Series thứ 8, Houston. Thêm một phim nữa ra mắt vào ngày 14 tháng 5 dành cho khán giả. Bộ phim do Ryan Murphy sản xuất và có sự góp mặt của nam diễn viên Ewan McGregor trong vai chính. Houston kể về cuộc đời của Roy Houston, từ khi ông còn là một nhà thiết kế thời trang vô danh cho đến một biểu tượng của làng mốt. Phim được đạo diễn Daniel Minahan cầm trịch. Ông là người đã từng tham gia chỉ đạo American Crime Story, Game of Thrones, Six Feet Under. Houston hứa hẹn là một bộ phim khác hợp gu với đại chúng của Ryan Murphy. Series thứ 9, Who Killed Sarah? Sarah đã chết. Anh trai cô là Alex bị đổ tội giết cô rồi bị tống vào tù. 18 năm sau anh ra tù, quyết tâm trả thù gia đình đã đẩy anh vào cảnh tù tội và sát hại gia đình anh. Tuy nhiên, thứ mà anh tìm được là một mạng lưới tội ác đan xen phức tạp. Mùa đầu tiên của series trinh thám tội phạm Tây Ban Nha, Who Killed Sarah, khép lại với câu trả lời cho cái chết của Sarah, nhưng cũng khơi dậy hàng trăm nghi vấn nữa. Mùa 2 sắp tới đây là quá trình truy tìm lời giải đáp cho chúng, đồng thời hé lộ bi kịch của hai gia đình. Phim lên sóng vào ngày 19 tháng 5. Series thứ 10, Army of Dead. Sau khi Warner Bros. Từ chối bỏ kinh phí để làm một bộ phim zombie, đạo diễn Zack Snyder đã có cơ hội để làm một bộ phim mình mong muốn khi Netflix đồng ý với tầm nhìn của ông. Không còn bản cắt, không còn đạo diễn thay thế, không có trailer dài 2 tiếng, khán giả sẽ được xem một phiên bản tuyệt vời và hoàn thiện nhất của bộ phim. Trung tâm của Army of the Dead là một nhóm lính đánh thuê và phi vụ vận chuyển một gia tài khỏi Las Vegas. Tuy nhiên, Las Vegas lại là vùng đất chết được ngự trị bởi một đội quân zombie có trí tuệ, biết tổ chức, giao tiếp, hợp tác, kết hôn, biết đánh đấm ra trò và vân vân. Đối mặt với đoàn quân zombie đó, không ai khác là nhóm quân tinh nhuệ do Scott Ward lãnh đạo. Phim sẽ được ra mắt vào ngày 21 tháng 5. Series thứ 11, Eden. Là một trong những tâm điểm của hoạt hình Netflix, Eden series anime mô tả một thế giới chỉ có những người máy sống. Trong 1.000 năm, chúng đã tạo thêm một nền văn minh ở đây. Tuy nhiên vào một ngày, một cô bé con người xuất hiện, làm tất cả mọi thứ đảo lộn. Eden sẽ phát sóng vào ngày 27 tháng 5 trên Netflix. Series thứ 12, Lucifer, mùa 5 phần 2. Phần còn lại của mùa 5 rốt cuộc cũng đã ấn định ngày lên sóng. Tiếp nối kết thúc giang dở của phần trước, phần phim này sẽ xoáy mạnh vào gia đình thiên thần của Lucifer, Tom Ellis. Giờ thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn khi Chúa đích thân xuống trần để dạy dỗ đám con của Ngài. Bên cạnh đó, Lucifer cũng đã được bật đèn xanh cho phần 6. Welcome home. How do you like the mess I made? Bạn mong chờ nhất bộ phim nào trong tháng 5? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên ấn subscribe cho Movie Geek để xem thêm nhiều video thú vị hơn nhé. Cảm ơn các bạn.